Ok, em chào mấy anh ha. Thì hôm nay em làm clip báo giá cái chậu lục giác 60 độ đáy này nha mấy anh. Này lục giác 60 độ đáy mà, này ráp lại. Thì hiện tại em còn khoảng 6 bị bộ này á. Đại em vô được cái này được 6 bị bộ mấy anh. Nó có chữ phúc. Nó có chữ phúc tàu ha, nó chữ tàu nè, chữ phúc nè. Và mặt hoa. À, một cái là hoa. Đây mấy anh, mảnh rời của nó nè. Đó là hoa, hoa và chữ phúc. Anh có thể phối. Một phúc một hoa, một phúc một hoa cũng được ha. Cái này em có thể bán phối với mấy anh một phút một hoa hoặc là chữ phút không đó. Thì em báo giá này cho mấy anh ha, bộ này có lồng trong đầy đủ nha mấy anh, nhưng mà đổ đáy để em quay sơ sơ rồi em báo giá cho. Nó là lục giác 60, phụ bì 60, cao 45 đó. Đây nè mấy anh, đây là lồng trong của nó nè mấy anh, nó đổ đáy nên là lồng trong của nó sẽ bắt vô miệng hết nè, khít hết ha, khít hết. Thì lồng trong của nó gồm nhiều tấm ghép lại đó, gồm 6 tấm ghép lại và một cái đáy ghép vô, nó bắt bằng ốc hết. Đây là lòng trong nó sẽ khít vô tới miệng vậy nè. Xong mấy anh nào làm nghề lâu thì biết rồi, còn mấy anh mới mới thì sẽ thấy lạ. Thì đổ đáy úp lại ha, mình úp ngược là mình đổ xíu nữa em úp lại cho mấy anh coi. Bây giờ em báo chương trình với giá cái nè. Thì cái bộ này nó tháo rời được mấy anh, nó tháo rời được nên cước nó rẻ, cước vận chuyển nó rẻ thì nên là em bán giá nó cũng không cao ha. Cái chậu này nó sẽ rẻ hơn cái chậu lục giác 60 kia, do cái lục giác 60 kia cái lòng trong của nó cồng kềnh lắm, mấy anh đóng rồi nó cồng kềnh cước nó cao. Bộ này là em bán là 1,6 triệu bao ship nha mấy anh, tặng mấy anh một lon sơn sơn nước nè mấy anh, sơn nước thầy chết ben nè, ngoại thất nè, không độc tố ha, màu này như màu sấm đen này là 115.000 nè mấy anh đó, tặng một lon sơn 1,6 triệu bao ship, nhận hàng thanh toán nha mấy anh. Rồi tặng một lon sơn trị giá 115.000, nó gồm khoảng 8-9 màu gì đó, mấy anh cứ gọi em liên hệ em thì em sẽ cho mấy anh chọn màu, nó gồm đỏ xanh rồi xanh ngọc xanh đá, đen xám, xanh đậm xanh nhạt, xanh đen, đen trắng rồi đỏ tùm lum hết á. Nói chung là mấy anh cứ gọi em sẽ chọn màu. Thì giá nó là 1,6 triệu bao ship. Giờ để em lấy từng mảnh rời của nó ra cho mấy anh coi, những mảnh rời của nó này mấy anh. Thì á thì bộ này á mình những mảnh rời này nên cước nó thấp, giá nó cũng sẽ thấp đó. Mảnh rời nè, cái này là lòng trong mấy anh ghép lại. À, cứ mỗi cái này là 6 tấm nè, 6 tấm lòng trong này, em lấy ví dụ cho mấy anh coi thôi. Đây nè đó. Còn đây là mảnh bìa của nó nè, mảnh bìa của nó cũng gồm 6 tấm ghép lại nhau, nó không có đáy đâu nha. Chậu này đổ úp đáy, đổ úp lại xong đổ vô đáy nên nó không có đáy đó. Hoa văn này mấy anh có thể phối nhau ha, văn cái cây bông này gọi là cây bông hồng đi cho nó dễ đó, cái bông hồng với chữ phúc tàu ghép lại nhau phối, cái mặt này mặt kia xen kẽ cũng được mấy anh đó. Đó là về cái mảnh của nó. À, đây nè. Ok, còn bây giờ kích thước của nó thì khỏi đo đi mấy. Kích thước của nó là phụ bì 60. Phụ bì 60 thì lọt lòng nó tầm 5 mấy, cao thì nó tầm 45 đó. Nó có ghi trên này hết, nó có ghi trên chậu hết. Nó ghi đây nè mấy anh, không thấy, không biết thấy không, là 58 đó, 58. Còn bên này 45 nè, sợ mấy anh không thấy. Đó, là về kích thước của nó, là về cái kiểu của nó mấy anh có thể phối. Lục giác nha, lục giác 60 mới á, mẫu mới. Mẫu này ra cũng mấy tháng rồi nhưng mà có nhiều anh em cũng có thể là chưa biết ha. Thì 1,6 triệu bao ship, tặng một lon sơn chậu kiện thầy nước dít ben nha mấy anh, trị giá 115.000. Rồi ok, giờ em sẽ úp lại cái chậu lại cho mấy anh coi. Đây. Khi mình đổ là mình úp lại vậy nè mấy anh, bắt ốc hết cái miệng vậy. Đó, mình đổ mình úp lại vậy, mình trộn xi thôi. Tỷ lệ là một xi một cát một đá hoặc là một xi một rưỡi cát một rưỡi đá mi á. Mình trộn đều hết rồi mình đổ vô đây thôi đó. Nó úp đổ đáy, đổ lên tới cái mí chân này là ok, hoặc là đổ tới đây nè, xong cái đắp cái chân vô xíu ok ha. Này, đổ đáy, chậu đổ đáy lục giác 60 độ đáy gồm có chữ phúc và hoa văn cây đó. Thì giá bán thì em báo rồi ha, giá bán là 1,6 triệu bao ship, tặng một lon sơn dép trị giá 115.000, sơn chậu kiện hai nước nha mấy anh. Rồi ok, anh em nào mua khuôn chậu này thì liên hệ em, thì em sẽ chèn số điện thoại trên màn hình, mấy anh gọi số này không được thì gọi số kia giùm em nha. Nhiều khi em bận em không nghe máy được, mấy anh cứ coi giá trên này cứ đúng giá đó thì mấy anh cứ nhắn tin cho em cũng được, chứ em báo giá là báo chính xác nên mấy anh khỏi phải lo, khỏi phải gọi hỏi lại giá cái này cái kia bao nhiêu làm gì hết á. Anh cứ cứ gọi thẳng cho em là mấy anh cứ đặt thẳng đi, để em báo chính xác là trên clip làm sao là ở ngoài y vậy thôi đó. Còn sơn thì mấy anh muốn chọn màu sơn thì mấy anh mới gọi cho em thôi, nên lấy anh cái đó anh chọn màu sơn đó là em biết đó. Xung quanh này vẫn xài ốc nhựa, chỉ có lòng trong là xài vít thôi. Đây, bữa nay em đem này giờ em đổ thử với mấy anh coi.
Bữa nào em đem này vô xưởng đổ thử giùm anh coi. Đó, lục giác này đổ đáy. Cái kiểu nó khác cái lục giác 60 mình hay hay xài. Cái này nó ra cũng lâu rồi, nó ra cũng 4 5 tháng rồi, nhưng mà cũng ít anh em mua. Có nhiều anh em cũng không có biết. Ok, anh em nào cần mua khuôn trọng này thì liên hệ em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của em nha.